Ngày 27 tháng 10, theo hãng Bloomberg dẫn các nguồn tin, giới chức Mỹ buộc phải điều chỉnh kế hoạch áp trần giá dầu Nga sau những ngờ vực từ các nhà đầu tư và nguy cơ ngày càng lớn đối với thị trường tài chính do tính biến động của giá dầu và nỗ lực kiềm chế lạm phát. Thay vì kiềm chế doanh thu dầu của Nga bằng cách áp trần nghiêm ngặt đối với giá dầu với sự tham gia của nhiều nước, Mỹ và Liên minh châu Âu EU nhiều khả năng sẽ dàn xếp một mức trần nới lỏng hơn so với mức giá dự kiến mà hiện chỉ có G7 và Úc cam kết sẽ tuân thủ. Theo các nguồn tin, Hàn Quốc cũng trao đổi riêng với các nước G7 về cam kết ủng hộ kế hoạch. Giới chức các nước G7 gồm Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý cũng tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của New Zealand và Na Uy. Tuy nhiên, rõ ràng là một số nước là đối tác thương mại quan trọng với Nga như Ấn Độ sẽ không tham gia. Theo tính toán trước đó trong kế hoạch của Mỹ, mức trần giá dầu sẽ rơi vào khoảng từ 40 đến 60 đô la Mỹ một thùng đang được cân nhắc. Trong đó, một số quan chức muốn giữ giới hạn gần mức đáy của ngưỡng trên nhằm đặt mục tiêu chặn nguồn doanh thu của Nga. Tuy nhiên giờ đây, những quan chức liên quan đến kế hoạch đang thảo luận về mức trần cao hơn ngưỡng trên, dù một số quan chức EU tin rằng sẽ giúp Nga tiếp tục có nguồn thu đáng kể. Trong thông cáo, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrian Watson cho biết, Nhà Trắng đang theo hướng áp một mức trần hiệu quả với sự phối hợp cùng G7 và các đối tác khác. Trả lời đề nghị đưa ra bình luận, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ cho biết Washington chưa từng thảo luận phạm vi mức giá trần với các đồng minh. Ước tính Nga thu về 15 tỷ đô la Mỹ doanh thu từ dầu trong tháng 9. Giới chuyên môn cho rằng trong thị trường hiện nay, cơ chế áp trần giá do bên tiêu thụ đưa ra và nhằm riêng vào một nhà sản xuất khó đạt hiệu quả. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dọa sẽ không bán dầu cho bên nào tham gia vào kế hoạch áp trần giá dầu của Mỹ và EU. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.